Thưa quý vị, VNEID là ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển nên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện ứng dụng này thì đang tích hợp rất nhiều loại giấy tờ cá nhân như là giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội với mục đích là cung cấp các tiện ích phục vụ cho công dân số, chính phủ số, xã hội số. Tuy nhiên, lợi dụng việc Bộ Công an đang phối hợp với các bộ ngành tích hợp các loại giấy tờ, một số đối tượng đã sử dụng chiêu thức là mạo danh cán bộ, lừa người dân tích hợp thông tin, sổ đỏ hay là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNEID. Vâng, cụ thể là mới đây thì Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng này và khẳng định các cuộc gọi tin nhắn với nội dung yêu cầu thực hiện các thủ tục để cập nhật căn cước công dân, chuyển đổi số, tích hợp thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNEID là không chính xác. Và thông tin này thì cũng đang nhận được sự chú ý từ cư dân mạng và người dân cần tỉnh táo trước các chiêu thức lừa đảo mới. Không lo làm ăn, suốt ngày toàn nghĩ ra những chiêu thức đi lừa thiên hạ, giết rồi không dám nghe số điện thoại lạ nữa. Mình cũng bị cuộc gọi y như vậy, may mà mình không có nghe theo. Nhiều hình thức lừa đảo quá, sợ thật. Đó là một trong những chia sẻ bày tỏ sự bức xúc của cư dân mạng trước tình trạng những ngày vừa qua, một số người dân nhận được những cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu bổ sung cung cấp thông tin cá nhân hoặc đóng các khoản phí, lệ phí không xác định phục vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và sau khi nhận được những thông tin như vậy, một số người đã mang sổ đỏ, căn cước công dân đến sở để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin sổ đỏ vào ứng dụng VNEID. Một lần nữa, phải nhấn mạnh rằng, hiện nay Hà Nội chưa yêu cầu công dân tích hợp thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNEID. Hành vi trên của một số đối tượng là lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân. Thông tin này cũng đang liên tục được cư dân mạng chia sẻ với mong muốn không ai phải trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của những đối tượng lừa đảo. Muốn làm gì thì lên phường, lên sở, lên công an làm trực tiếp, chứ không có chuyện làm qua điện thoại. Chỉ cần nhớ như vậy là tránh được bao lừa đảo. Bây giờ lừa đảo nhiều nên mất lòng tin lắm. Việc đơn giản nhất là tôi xin làm cộng tác viên online thôi, tôi cũng yêu cầu soạn thảo hợp đồng. Chứ gì mà toàn bảo cấp số tài khoản nhân lương với hình ảnh căn cước công dân được rồi. Đến cái căn cước công dân tôi còn không tùy tiện gửi, chứ đừng nói gọi điện gạ gẫm tôi tích hợp những giấy tờ quan trọng. Bữa cũng có một người gọi điện xưng cán bộ, bảo mình đi cập nhật thông tin địa chỉ nhà trên căn cước công dân. Rõ ràng, người dân cần phải nâng cao cảnh giác từ các cuộc gọi lạ, tự xưng là cán bộ của các đơn vị nhà nước như câu chuyện mới đây nhất từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Sở này cũng khẳng định đơn vị chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua các hình thức như tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích hay tiếp nhận trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công thành phố Hà Nội. Đông đảo cư dân mạng mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc nhằm phát hiện xử lý nghiêm những đối tượng lừa đảo này. Đồng thời, việc tăng cường kỷ luật chỉ dùng số điện thoại của cơ quan để liên hệ với người dân, tổ chức cũng là vấn đề đang được đặt ra nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo này. Đợt làm tài khoản định danh điện tử cũng bị mấy số lạ gọi yêu cầu cung cấp căn cước công dân, tài khoản ngân hàng để tích hợp. Thật sự đáng lo ngại khi các đối tượng liên tục thay đổi chiêu trò. Bà con phải hết sức cẩn trọng, không được tin, làm theo những gì chưa được phổ biến từ tin chính thống như chính quyền, công an. Phải có cách thức truy vết mấy đối tượng lừa đảo này, phải xử lý thần nghiêm, nếu không người nào nhẹ dạ cả tin là rất nguy hiểm. Cũng phải nghiên cứu cách thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước với người dân sao cho an toàn thuận tiện. Công nghệ càng phát triển thì càng nhiều rủi ro. Trước mắt, người dân cứ bảo vệ an toàn cho mình trước, tránh việc bị mất tiền oan. VNEID là ứng dụng quan trọng, hiện đang được tích hợp các loại giấy tờ. Song, với mỗi loại giấy tờ của công dân, Bộ Công an đều có lộ trình cụ thể phối hợp với các bộ ngành địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến để người dân nắm được cách thức cũng như quy trình cụ thể, đảm bảo thông tin của công dân được bảo mật, an ninh, an toàn. Vì vậy, người dân phải hết sức cẩn trọng trước những lời mời gọi, tin nhắn liên quan đến việc tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID.